Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Mua Bán Xe Cũ. Ngày hôm nay kênh Mua Bán Xe Cũ sẽ gửi tới các bạn một chiếc xe, đó là chiếc Hyundai Accent. Xe là bản số sàn 1.4, đăng ký biển thành phố. Giá chiếc xe hiện đang giao bán dưới 445 triệu. Sản xe sản xuất 2019, siêu lướt các bạn nhé. Đằng sau đây mình sẽ mời các bạn cùng đi tham quan chi tiết chiếc xe. Chiếc xe là bản full option, có trang bị đèn halogen tích hợp đèn bi, lưới tản nhiệt mạ chrome ấy. Có những thanh lan mạ chrome, đèn sương mù dạng bi xe lông. Vâng, các mép lối của xe còn rất là khít và đồng màu, đều màu. Lốp xe còn rất dày, la răng không một vết xước. Xe có trang bị xi nhan gương tích hợp báo rẽ, có trang bị tay nắm cửa mở cửa thông minh. Chủ xe rất giữ gìn, đã ốp thêm một lớp mạ chrome. Đường gân của xe còn rất đều. Xe có trang bị an toàn như đó là cảm biến lùi này, camera lùi, rất đẹp ạ. Sau đây mời các bạn cùng tham quan cốp cửa xe. Đây là sơ cua đấy. Vâng, khung tầm của xe đấy, các bác có thể tham quan qua. Là chi tiết đường keo chỉ. Sau đây mời các bạn cùng tham quan về hàng ghế thứ hai của xe. Vâng, do xe mới lấy về đâm ra chưa dọn dẹp gì. Các bạn khi các bạn lấy xe thì bên showroom sẽ spa lại chiếc xe cho các bạn có nhu cầu. Các đường ốc vẫn theo nguyên như nhà sản xuất, chưa hề có vết cạnh mở. Đây, keo chỉ ngay cả chân ghế còn vạch sơn của nhà sản xuất này. Ghế ra đằng sau gần như chưa có người ngồi. Chủ xe đã bọc trần rồi. Vâng, đây là hàng ghế phía trước ạ. Keo chỉ zin nguyên bản. Đây lắm cửa. Có trang bị gương kính chỉnh điện, đập điện. Mời các bạn cùng tham quan. Chiếc xe có trang bị vô lăng tích hợp phím điều chỉnh chức năng. Khá là đầy đủ. Vâng, xe đã đi 14.000 km. Có trang bị bản đồ dẫn đường, màn hình. Vâng, vừa rồi mình đã giới thiệu tới các bạn chiếc xe Hyundai Accent sản xuất 2019, bản số sàn full option, giá hiện đang giao bán dưới 445 triệu. Các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình để nhận được các tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sắp tới.